Tổng Zelensky đã tin Trung Quốc có thể khôi phục hòa bình ở Ukraine. Phát biểu vào tối ngày 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky nói Trung Quốc thực sự có thể giúp khôi phục nền hòa bình công bằng cho Ukraine và sự ổn định trong quan hệ quốc tế. Cùng ngày, ông Zelensky thừa nhận việc thiếu tên lửa phòng không đang khiến Ukraine gặp khó trong việc ngăn chặn các cuộc không kích của Nga. Tuyên bố được đưa ra khoảng một tuần sau khi Nga tấn công phá hủy nhà máy điện lớn nhất khu vực xung quanh thủ đô Kiev. Theo ông Zelensky, Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên ở Thụy Sĩ vào tháng 6 tới để đảm bảo mang lại hiệu quả. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ông đặc biệt cảm kích Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì những tín hiệu từ Bắc Kinh. Theo hãng tin Tân Hoa xã ngày 16 tháng 4, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có cuộc trao đổi sâu về quan điểm liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đang có chuyến thăm chính thức Bắc Kinh. Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói về giải pháp cho vấn đề của Kiev. Thứ nhất, chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định và không tìm kiếm lợi ích kích kỳ. Thứ hai, chúng ta nên hạ nhiệt tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Thứ ba, chúng ta nên tạo điều kiện để lập lại hòa bình và kiềm chế căng thẳng leo thang hơn nữa. Thứ tư, chúng ta nên giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và hạn chế ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Trung Quốc đến nay vẫn khẳng định quan điểm trung lập về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tháng 2 năm ngoái, Bắc Kinh đã đưa ra đề xuất hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Đề xuất này kêu gọi các bên ngừng bắn, nối lại hòa đàm, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia. Đề xuất của Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ của Nga, sau khi đó không được Ukraine và phương Tây đánh giá cao.